test nhẹ cho anh em tham khảo về nồi bài 54 Touring dòng phu chờ 125 anh. Đó, bao nhẹ nhàng cho anh em. Đó, em làm để cho xe đi. Anh em phu chờ 125 có mình là làm cái máy full 54 nha, Touring ha. Con này em làm là để đi chơi Tết nha. Với lại là em thay lại cái dàn áo trước nè, bao đẹp cho lại cho anh em ha. Đó, cho nó lịch sự gọn gàng ha. Em sẽ liệt kê toàn bộ đồ để cho anh em tham khảo luôn. Máy em làm là bao nhiêu thì thầm nha ha. Đó, em chẻ máy nè, em thay tay chân đó, em đi bài đạn Nhật nha. Riêng cái dàn nồi em đi có nồi Thái, em thay full chuông nè, bố ba càng nè, cặp dơm nồi, bố sắt sòi full Thái chủ xe luôn. Đó, phần lồng mà làm lên trái 54 chủ xe ha. Đó, với tông bạc thì Dinh Thái nha. Đầu bên này chủ xe combo full là hai cây swap ha. À, phần chảo 54 nha, xin cam DT Thái, cam cò Touring. Đó, em mở cổ bô ha, bô đốc 54 chủ xe. Đó, bô êm chủ xe ha. Rồi, em sẽ cho anh em cái máy này. Máy em làm là bao êm nha, bao lực nha. Đó. Dính đây là có ha. Trở về gan ti là nổ êm ru nha. Đó, full máy 54 Touring cho dòng Future 125 để cho anh em phượt Tết nha. Anh em có nhu cầu làm máy 54 Touring, làm nồi, làm máy thay tăng cam Nhật thì ghé bên độ xe Việt Nam. Riêng con này thì em thay là full combo tăng cam Nhật luôn nha, cho nó bền em nha, không có sợ bị tình trạng là hư tăng cam ha. Đó, anh em mà đi phượt Tết thì cứ ghé bên em. Bên em thì em đã làm xong hai con. À, một con quay 110 FI em làm là máy zin đi phượt Tết nha. Đó, anh em mà muốn làm máy quay rim nâng cấp máy thì cứ ghé bên em ha. Rồi, em chào anh em Future 125 nha. Đây, test nhẹ cho anh em tham khảo về nồi bài 54 Touring dòng Future 125 ha. Đó, bao nhẹ nhàng cho anh em. Đó, em làm để cho xe đi phượt Tết nha. Đó, anh em mà muốn làm máy 54 Touring đi phượt Tết thì cứ ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em là chuyên làm máy, làm nồi nâng cấp máy cho anh em nha. Đó, dòng này em làm là bao êm ha. Thay phun bộ tăng cam Nhật nha và phun nồi Thái. Đó, nhích nhẹ lên thôi. Lướt gió cho anh em nha. Phun bộ nồi Thái luôn. Rồi, kéo nhẹ cho anh em tham khảo bài 54 nha. Đó, quá êm. Máy em làm là bao êm nha. Đó, chỉ nghe tiếng lướt gió thôi. Ngoài ra là không có nghe được tiếng máy nha. Đó, quá đã nữa ha. Phun của mình là bài 54 nha. Rồi, dạo nhẹ cho anh em bài 54. Quá hay, cái hình này em làm là zin 54 để chiếc xe đi chơi Tết. Đó, anh em muốn làm máy êm mạnh bền đi phượt đường dài á, phượt Hà Nội, Sapa, Lào Cai này kia thì ghé anh em ha. Em làm là có hình là vừa mạnh bền và an toàn nha. Rồi, cảm ơn anh trai Phu Chờ 125 rất nhiều nha. Làm xong sẽ bảo hành cho anh em.